chiếc bật lửa thần kỳ. Đã lâu lắm rồi mới được trở về thành phố quê hương. Kể từ ngày ta ra đi chiến đấu cho vương quốc cũng đã mấy năm rồi. Chào anh Linh. Anh có thể giúp ta được một việc không? Ta sẽ trả cho anh rất nhiều tiền. Dạ, bà cứ nói đi. Việc gì giúp được, con sẽ giúp bà. Không dám lấy tiền công đâu ạ. Không, đó là chút tâm lòng của ta. Anh cứ việc nhận. Còn công việc ta nhờ thì rất đơn giản. Anh có nòm thấy cái cây to này hay không? Nó rỗng ở giữa đây, nhưng phải leo lên tận ngọn cây mới thấy có lỗ mà chui vào tụt đến tận đây. Mà ta thì đã già cả, không còn làm nổi những việc ấy nữa. Vâng, rồi sao nữa ạ? Khi anh leo xuống dưới, anh sẽ thấy một con đường rộng, sáng trưng, thắp những hơn 100 ngọn đèn. Anh phải đi qua 3 gian phòng có 3 con chó dữ. Chỉ cần phủ lên đầu những con chó tấm vải này, anh có thể lấy bao nhiêu tiền tùy thích. Căn phòng đầu chứa si linh, căn phòng 2 chứa bạc, và căn phòng 3 chứa vàng. Rời khỏi căn phòng, nhớ lấy cho ta chiếc bật lửa. Còn tiền thì anh cứ giữ lấy mà dùng. Phải rồi, còn cái bật lửa mà bà đã nhờ lấy. Anh đã lấy được nhiều tiền vàng rồi chứ, còn chiếc bật lửa của ta đâu? Bật lửa thì đây rồi, nhưng bà định làm gì với nó ạ? Không việc gì đến anh. Anh đã lấy được tiền rồi thì trả ta cái bật lửa ngay. Không, nói ngay cho ta biết bà định làm gì với nó đi. Nếu không, ta sẽ không đưa cho bà đâu. Đưa cho ta ngay, trước khi quá muộn. Không, nhỡ bà dùng nó vào việc xấu thì sao? Nếu chiếc bật lửa đó không phải là vật tốt lành gì đâu, người đừng có mà giữ nó. Bắt lấy thằng bé đi, bắt lấy. Nè, sao cháu lại ăn cắp thế? Mẹ cháu hôm qua bị bệnh nặng, cháu không còn cách gì, nên đi lấy chút thức ăn về cho mẹ ạ. Cầm lấy, từ nay đừng có dở thói ăn cắp vặt ra nghe chưa, không tốt đâu cậu bé à. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Dù gì cũng không phải là tiền của mình không thể tùy tiện chi tiêu theo ý thích, chi bằng giúp những người bần hàn thì sẽ tốt hơn. Một thời gian sau, tự dưng lại hết mất dầu cơ chứ, chẳng còn chút đèn đốm nào, tối ôm hết cả lên. À, phải rồi, còn chiếc bật lửa. Xin thưa chủ nhân, ông muốn sai gì tôi? Gì thế này? Cái bật lửa thần diệu quá, ta muốn sai gì cũng được ư? Vâng, thưa chủ nhân. Vậy trước mắt hãy cho căn phòng này ngập tràn ánh sáng xem sao. Ta sai việc gì ngươi cũng làm được hả? Vâng, thưa chủ nhân. Ta nghe nói công chúa của vương quốc có nhan sắc tuyệt trần. Nếu có thể được, ngươi có thể mang công chúa đến đây gặp ta mỗi đêm không? Ta đang ở đâu? Ngươi là ai? Đừng sợ thưa công chúa, thần chỉ là một anh lính hèn mọn, có mong ước được chiêm ngưỡng dung nhan của người thôi. Người có thể trò chuyện với thần một chút được không? Thần biết rất nhiều câu chuyện thú vị, có thể hầu chuyện người ạ. Bẩm quốc vương, không hiểu sao suốt đêm nay, đêm nào thần và công chúa cũng biến mất, và sáng ngày ra công chúa lại hiện ra như không có chuyện gì xảy ra. Thần hỏi thế nào công chúa cũng không có nói. Có kẻ nào có âm mưu bắt cóc công chúa về đêm ư? Phải tìm ngay kẻ đó ra cho ta. Thiếp có kế này. Thiếp sẽ lấy một ít bột mịn bỏ vào chiếc túi thơm bên ngoài của công chúa. Sau đó ta sẽ chọc một lỗ thủng, công chúa đi đến đâu bột sẽ rơi ra đến đó. To gan, người dám bắt cóc công chúa ư? Oan quá, xin cho tôi được giải thích đôi lời ạ. Không được, quốc vương đã ra lệnh tống người vào ngục tối chờ ngày tử hình. Chào chú, chú còn nhớ cháu không? Cậu bé hồi xưa được chú cho tiền đấy ạ. Cháu nghe tin chú gặp nạn nên đã tìm cách trèo vào đây. Thật ư, cháu có thể giúp ta một việc được không? Tất nhiên rồi ạ, chú nói đi. Ở dưới gầm giường, trong tay nải của chú có một cái bật lửa. Cháu hãy mau mang đến và nhờ người mang vào cho chú nha. Được ạ, chú chờ cháu.
ngươi sẽ bị xử tử vì tội bắt cóc công chúa. Cầu xin nhà vua cho thần được hút một tẩu thuốc trước khi bị hành hình ạ. Được, ta đồng ý. Xin chủ nhân sai khiến, hãy giúp ta thoát khỏi đây. Xin phụ vương, anh ấy cũng chưa từng làm tổn hại con. Con thực sự đem lòng yêu mến anh ấy. Xin người hãy lắng nghe câu chuyện của anh ấy kể lại đi ạ. Anh lính bèn kể hết câu chuyện cho nhà vua và mọi người nghe về chiếc bật lửa thần và mụ phù thủy. Xin quốc vương hãy giúp anh ấy, anh ấy là người tốt, anh ấy hay giúp đỡ người nghèo. Đúng rồi, anh ấy là một người tốt bụng. Anh ta là một người tốt bụng, không hề tham lam của cải của người khác. Hãy thả anh ta ra theo nguyện vọng của dân chúng, và ta sẽ gả con gái yêu quý của ta cho anh lính. Vài tháng sau, tiệc cưới giữa anh lính tốt bụng và cô công chúa xinh đẹp được diễn ra trong vòng 8 ngày. Tất nhiên là chú chó cũng có chỗ trên bàn tiệc và luôn vẫy đuôi chào mừng mọi người đến tham dự hôn lễ. Người cha mặc bộ quần áo trái. Vậy là đã được hơn 15 năm kể từ ngày mình bỏ hai cha con tôi ra đi. Từ đó đến nay, tôi cố gắng ở vậy một mình gà trống nuôi con. Nhớ lại chuỗi ngày đó cũng cực khổ lắm mình à. Con ăn đi, lấy sức mà học. Sau này con lớn, nhất định con sẽ thành đạt và kiếm được nhiều tiền để ba đỡ khổ ba nha. Thằng quỷ này. Ba nghe nè con. Ba à, đợt này con có mặt trong danh sách khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường đại học đó ba. Ôi trời ơi, ba rất tự hào vì con. Bao giờ trường tổ chức khen thưởng, ba lên tham dự được không? Dạ, ở trên này con tự lo được mà. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba biết rồi, không phải lo cho ba. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Từ trước đến nay tôi bận tối tăm mặt mũi, chẳng thể đi dự buổi họp nào ở trường của con hết. Chắc thằng bé thương tôi đường xa xa xôi, không lên được đây mà. Bác ơi. Vâng, có chuyện gì vậy chị? Chắc bác vội quá nên mặc quần áo trái rồi kìa. Trong nhà ga có nhà vệ sinh ở đằng kia kìa. Tàu chưa có chạy, bác đi thay đi vẫn còn kịp đó bác. Vâng, cảm ơn chị. Chị cứ để mặc tôi. Chẳng lẽ mốt năm nay là áo trái lại thịnh hành? Đấy, tôi đã bảo với bác rồi. Người đâu mà gàn dở thế chứ. Ôi trời ơi. Xin lỗi bác. Vâng, không sao, là lỗi của tôi mà. Bác à, vừa nãy cháu pha phải bác, bác có sao không ạ? Tôi không sao, may có anh nhặt giúp tôi số hoa quả này, không thì hỏng hết. Bác à, bác lên thành phố thăm họ hàng phải không ạ? Vâng, tôi lên dự lễ trao thưởng ở trường đại học thằng bé nhà tôi. Hôm nay nó được đón danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn diện đấy. Nhưng bác ơi, giữa buổi lễ trang trọng đó, có lẽ bác không để ý bộ quần áo của bác. Nhưng cậu cứ mặc tôi, đó là tôi cố ý đó. Cố ý mặc quần áo trái ư? Chẳng giấu gì cháu, ở nhà bác có mỗi bộ quần áo này là tử tế. Bác mặc quần áo trái trên đường đi, khi nào tới gặp con thì mới lộn ra mặc lại. Như thế trang phục sẽ luôn được sạch sẽ tinh tươm. Bác lên thăm nó, không thể để cho em nó khó chịu, xấu hổ được. Nhưng mọi người ai ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ, bác không cảm thấy khó chịu sao ạ? Chuyện nhỏ ấy mà, bộ quần áo này
Bác mua từ khi con trai đổ cấp 3 trường chuyên ở trên huyện. Trước đây, mỗi lần lên huyện thăm con, bác vẫn mặc trái nó suốt quãng đường đi, để xuất hiện với bộ dạng thơm thất nhất trước mặt con, nên nó cũng quen rồi. Bác à, thì ra câu chuyện ẩn đằng sau bộ quần áo trái lại xúc động đến vậy. Ừ, thôi chào cháu, bác đi đây. Vâng, chào bác. Đúng là điểm xe buýt này gần trường của con rồi. Mình phải tìm quanh đây xem có nhà vệ sinh công cộng nào để thay bộ quần áo này thôi. Đúng là thằng Tuấn nhà mình kìa. Chúc mừng em, sinh viên xuất sắc Lê Thanh Tuấn. Chắc hẳn để có được thành tích này, em đã có sự hỗ trợ tốt nhất của gia đình mình, đúng không? Ừ, em có một người ba rất nhân hậu, tốt bụng và yêu thương em vô điều kiện ạ. Ôi trời ơi, thằng nhỏ này. Khi nào người ta giới thiệu đến tên, mình bước lên sân khấu, chắc thằng nhỏ bất ngờ lắm đây. Ba em làm giám đốc của một xưởng gỗ ở quê ạ. Tuy cuộc sống khá giả, nhưng ba luôn răn dạy em phải là người xứng đáng cho xã hội. Ngày hôm nay, ba em rất bận nên không có tham dự được buổi lễ ạ. Giám đốc xưởng gỗ ư? Mình có lẽ mình phải về thôi. Là ba ư? Ba, sao ba lại lên đây? Sao không gọi trước cho con? Ba lo cho con nên mang ít rau và trứng lên cho con tẩm bổ. Ba định đi ngay đây. Ba, bộ này ba đã mặc mấy năm rồi. Ở đây là thành phố lớn, người ta ăn diện lắm. Ba về nhanh đi, không bạn con lại nhìn thấy. Tại ba đi vội quá nên không kịp chuẩn bị quần áo. Lần sau ba lên ăn mặc tươm tất chút đi ba. Con lỡ nói với mọi người ba là giám đốc xưởng gỗ rồi. Này cậu, cậu có biết không, ba cậu lên đây thăm con vì không muốn cậu mất thể diện nên đã mặc quần áo trái trên suốt đường đi đấy. Thầy biết ba em sao? Ông ấy tình nguyện hy sinh lòng tự trọng của bản thân để giữ mặt mũi cho em. Có mỗi bộ quần áo lành lặn, bao nhiêu năm trời đi thăm con cứ mặc nguyên bộ quần áo trái để đến khi xuất hiện trước mắt em với bề ngoài tươm tất. Vậy mà em đã không biết những điều cha mình đã làm cho em, còn mở miệng chê bai bộ đồ này không sành điệu, không thời thượng. Ba, có phải như thế không ba? Không sao đâu con, chỉ cần con đầy đủ hạnh phúc là ba mừng lắm rồi. Con xin lỗi ba, con thật ích kỷ. Ôi thằng bé này, lớn rồi còn khóc nhẹ cái gì, bạn bè thấy lại cười cho. Mùi của mẹ. Hôm nay đón mẹ từ viện về, em không biết phải chăm mẹ như thế nào nữa. Thì em cứ chăm mẹ như trước thôi. Như trước thì làm sao được? Trước đây mẹ đi lại bình thường, giờ mẹ bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn cơ mà. Nếu em thấy vất vả quá thì mình thuê người giúp việc chăm mẹ cũng được. Chị Lại ơi, đưa bà ra ăn tối đi chị. Dạ. Trời ơi, mùi dầu gió. Chị Lại, đã nói là tôi sợ mùi dầu gió rồi, thế mà chị vẫn bôi cho bà làm sao? Dạ, tại bà nói bị nhức tay, muốn bôi dầu gió. Mẹ biết là con không thích, thế nên mẹ mặc thêm 2 chiếc áo nữa ra bên ngoài để cho đỡ mùi rồi mà. Mùi dầu gió khó giấu lắm mẹ ơi. Thôi, em chịu khó một chút, lần sau chị Lại sẽ để ý. Nhớ chỉ bôi dầu gió cho mẹ tôi vào buổi đêm thôi. Khổ ghê cơ, thế này còn ăn uống gì nữa chứ. Anh này, em thấy mẹ ở với chúng ta không tiện cho lắm. Mẹ của mình anh là con trai, bố thì mất từ khi anh còn nhỏ. Mẹ không ở với chúng ta thì ở với ai đây? Em cũng đã nghiên cứu về một trại dưỡng lão rất cao cấp. Em nghĩ đưa mẹ tới đó sẽ phù hợp hơn. Ôi trời ơi, mình có nhà cửa đàng hoàng, sao phải để mẹ sống ở trại dưỡng lão chứ? Anh không có biết đâu, trại đó cách xa thành phố nên không khí rất trong lành, tốt cho sức khỏe của mẹ nữa.
trong trại lại có đầy đủ y bác sĩ. Nếu như mẹ ở đó thì sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nhà nữa. Ừ, thôi được rồi, để anh tính. Ở đây là khu du lịch hả con? Ở đây là trại dưỡng lão mẹ ạ. Hả? Sao lại là trại dưỡng lão? Con đưa mẹ tới đây làm cái gì? Ở đây mẹ sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nhà. Ở nhà vợ con cũng bận việc, con thì đi tối ngày à. Nhưng chả phải ở đây chỉ dành cho những người già neo đơn, không nơi nương tựa hay sao con? Mẹ còn có con có cái mà. Không phải thế đâu mẹ. Bây giờ nhiều người già cũng thích vào trại dưỡng lão, bởi ở đây có sự chăm sóc của bác sĩ, như thế sẽ tốt hơn. Con sẽ vào thăm mẹ thường xuyên mà. Nếu mẹ không thích thì... Không sao đâu con, mẹ thấy ở đây cũng được. Ở đây có nhiều người già, chắc sẽ vui phải không con? Chị lại quên không đóng cửa, mưa to ướt hết cả vào trong nhà rồi. Đã bảo chị lại vứt hết mấy lọ dầu gió đi, thế mà... Mùi gì như mùi dầu gió? Mẹ phải ra thành phố kiếm tiền nuôi Toản chứ. Mẹ tin con trai của mẹ sẽ có thể tự lập được. Bác Hiền sẽ thường xuyên qua đây với con. Con sợ lắm. Ngoan, cả hai mẹ con mình cùng cố gắng nha. Mẹ phải kiếm tiền để cho Toản được ăn được học đầy đủ chứ. Con sẽ nhớ mẹ lắm. Con đang cầm trên tay lọ dầu gió đó. Mẹ hay bị đau tay nên thường xuyên bôi dầu. Đây chính là mùi của mẹ. Mỗi khi nhớ mẹ, con chỉ cần ngửi mùi của lọ dầu gió thôi, đúng không? Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Không thể để thằng bé ở lại một mình được. Bác Tài ơi, dừng xe cho tôi xuống. Đang trên đường quốc lộ, tôi không dừng đâu. Tôi muốn xuống, dừng xe cho tôi. Cô kia, không được nhảy. Cô kia, cô làm sao thế hả? Suýt nữa thì chết đấy, chứ chẳng chơi. Toản ơi. Mẹ chưa đi hả mẹ? Mẹ quay về đó con. Lên thành phố với mẹ sẽ vất vả lắm đây. Con có chịu được không? Cổ mấy con cũng chịu được. Chỉ là được ở bên mẹ. Mùi của mẹ, mùi dầu gió thơm quá mẹ ơi. Anh Toản, anh đi đâu đấy? Anh vào viện dưỡng lão đón mẹ. Trời tối lắm rồi, lại đang mưa to nữa. Hơn nữa, không phải vợ chồng mình đã thống nhất là để mẹ ở trong đó sẽ được chăm sóc tốt hơn mà anh? Dù điều kiện sống như thế nào cũng không thể bằng sống giữa tình yêu thương của những người thân đâu em ạ. Bí mật ở cuối hành lang. Sao ngươi lại lấy trộm tiền của anh ấy? À, cụ nói gì vậy? Cháu có lấy tiền của ai đâu chứ. Chính mắt ta đã nhìn thấy ngươi lấy tiền trong chiếc mũ. Ngươi mau trả lại cho anh ấy đi. Đồ ăn cắp, mau trả lại tiền cho người ta đây. Anh nên cất tiền cẩn thận hơn nha. Vâng, cháu cảm ơn cụ ạ. Chỗ ấy cũng khá khá đấy. Ông già khiến mình cả tối chẳng kiếm được đồng nào. Cướp, cướp, tránh ra, nguy hiểm. Trời ơi, họ chết rồi sao? Tội nghiệp quá. Tôi đã nhìn được rồi.
ngươi nhìn được mọi vật là vì ngươi đã chết rồi. Cả ngươi cũng vậy. Không, không. Ông là ai? Ta là thần chết. Ta đến đây để lấy linh hồn của các ngươi. Tôi chưa muốn chết, tôi còn trẻ, sao lại bắt tôi chết sớm như vậy chứ? Người như ngươi sống thì có ích gì? Cả đời chỉ biết lang thang trộm cắp, đến những đồng bạc lẻ của người mù mà ngươi cũng sinh lòng tham thì chết cũng đáng lắm. Hôm đó tôi đói quá nên mới cướp của anh ta, chứ giàu có thì ai phải làm những việc sai trái như vậy chứ? Ý người nói trộm cắp là do hoàn cảnh chứ không phải do ngươi sao? Đúng vậy. Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ không bao giờ gây ra những tội lỗi như thế. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có đáng chết không khi mà ngươi chỉ bị phá lây bởi tên cướp này? Đời người ai chẳng phải chết một lần. Trong đời có một khoảnh khắc tôi được nhìn thấy màu sắc vàng vật thế này thì tôi chết cũng đáng rồi. Vậy thì đi thôi. Đi đâu thì các ngươi sẽ biết ngay thôi. Ôi, đẹp quá. Đây là lâu đài của ta. Bây giờ các ngươi hãy ở đây một thời gian trước khi linh hồn theo ta đến khỏi chết. Đây là phòng ăn. Trong thời gian ở đây, các ngươi được tùy ý đi lại và sử dụng mọi thứ. Các ngươi sẽ không thiếu thốn gì cả, nhưng tuyệt đối không được mở vào căn phòng ở cuối hành lang. Tôi không mơ đấy chứ. Từ bây giờ chúng ta sẽ được sống trong tòa lâu đài sang trọng thế này sao? Cuộc sống thế này mới thật là tuyệt vời chứ. Biết thế này thì tôi đã chết sớm hơn rồi. Ôi, một cuộc sống đủ đầy nhưng vô vị quá. Anh đã muốn quay về là một kẻ nghèo kiết xác kiếm ăn ven đường hay sao? Tôi muốn chơi đàn, muốn hát cho mọi người trên phố nghe, muốn được mọi người mỉm cười khi nghe tiếng đàn. Đó mới thực sự là cuộc sống mà tôi mong muốn. Trời ơi, anh bị điên rồi. Sung sướng không muốn hưởng, lại muốn sống khổ sở sao? Này, cậu biết gì về bí mật của căn phòng ở cuối hành lang chưa? Hôm qua, tớ vừa nghe lén và biết được căn phòng đó có chiếc hộp chứa bí mật về quyền năng của thần chết. Ai có được nó thì sẽ bất tử và trở thành người quyền lực nhất thế gian đó. Vậy nghĩa là chúng ta mở được chiếc hộp đó thì chúng ta sẽ trở nên quyền lực hơn cả nhà vua sao? Tất nhiên rồi. Cậu chớ có nói với ai chuyện này nha. Chiếc hộp rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ xảy ra tai họa đó. Nè, anh đã nghe thấy chúng nói gì chưa? Nếu mở được chiếc hộp đó, chúng ta sẽ có quyền năng hơn cả thần chết đấy. Hiện tại anh không phải làm lụng vất vả, chỉ việc nhàn nhã hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đủ với anh sao? Hey, dẫu sao cả tòa lâu đài này cũng là của thần chết. Ông ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và lấy đi tất cả. Chúng ta sẽ bị lôi đến cõi chết và chấm dứt chuỗi ngày sung sướng và hạnh phúc này. Sao chúng ta không nhân cơ hội này để thoát khỏi ông ta chứ? Tôi sẽ không làm điều đó đâu. Anh nên biết hài lòng với cuộc sống vốn khó của anh, thay vì cứ đi ăn trộm đi. Ê, trời ơi, anh không làm thì tôi sẽ làm một mình. Tôi sẽ khiến tôi sống trở lại và giàu có như một vị vua ở thế giới người sống, chứ không phải cứ ở mãi thế giới nhàm chán này. Lúc đó anh đừng có hối hận nha. Sao lại thế này chứ? Anh tìm quyền lực ở chiếc hộp này sao? Anh đã nói với tôi rằng anh trộm cắp vì hoàn cảnh quá túng thiếu. Nhưng hiện tại khi đã sống đầy đủ, anh vẫn trộm cắp. Như vậy có phải do hoàn cảnh không? Tôi chỉ tò mò bên trong chiếc hộp có gì thôi, chứ tôi không có ý gì cả. Chúng ta sẽ bị lôi đến cõi chết và chấm dứt chuỗi ngày sung sướng và hạnh phúc này. Sao chúng ta không nhân cơ hội này để thoát khỏi ông ta chứ? Cũng là nghèo khổ, thậm chí anh ta còn bị mù, nhưng anh ta không trộm cắp của ai để sống. Còn ngươi đã làm việc sai trái, không biết hối hận, lại còn tìm lý do bao biện. Ngươi nên nhớ, lương thiện không do giàu có mà sinh ra, mà do con người lựa chọn. Ngươi đã không chọn điều đó rồi, ngươi đáng phải chết.
Không, 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 không. Anh ta chết rồi. Nghe đâu anh ta là tên trộm có tiếng khu này. Đến cả người mù anh ta cũng cướp nữa. Mình vẫn còn sống sao? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.